bị mòn, khác với rắn và cá sấu. Vì vậy, một số người còn đặt cho nó biệt danh cá mập đất. Bề mặt cơ thể của rồng Komodo được bao phủ bởi một lớp vảy cứng, có chứa xương dưới sụn tạo thành một lớp áo giáp dày xích. Theo tuổi tác, mức độ phân hóa quy mô tăng lên, lớp áo giáp dày xích này cũng theo đó mà có thể cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định. Thế nên để một phát nuốt chừng được nó đâu có dễ. Thế nhưng cá sấu cũng chẳng phải dạng vừa. Sở hữu một thân hình giống những loài bò sát từ sống ở thời điển tiền sử, cá sấu mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn từ thời cổ đại, giúp chúng trở thành vua trên các đầm lầy, sông nước khắp vùng nhiệt đới. Sở hữu thân mình giống như là loài bò sát từng sống ở thời tiền sử, cá sấu mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn, giúp chúng trở thành chúa tể trên các đầm lầy sông nước. Thức ăn của cá sấu nói chung là những loài sống ở trên mặt đất và